quá ghê, quá ghê. On rồi, rồi đã đi Zeka. Xin chào anh em, chào mừng anh em trở lại channel YouTube của Thiên Tài Soccer. Xin giới thiệu Kiên Messi. Ta-da. Và Đinh Thành Soái Ca. Hey. Hey. Yeah. Sao đó không gãy vậy? Làm sao gãy được? Cái buổi chụp ảnh giữa Kiên Messi với Đinh Thành với chiếc áo đấu mới của đội tuyển Việt Nam của nhà tài trợ Red Sport Việt Nam nha. Ok. Anh em nào muốn mua áo tuyển Việt Nam thì xem dưới phần description của mình. Đơn giản lắm, hôm nay chỉ thi đá xà ngang thôi nha. Yeah. Nhưng mà có cá độ vô à, ai thua thì bốn lỗ tai đi. Bốn lỗ tai hả? Ừ, ai thua thì bốn lỗ tai. Ai thua thì chán. Ai thua thì quay vòng vòng sút banh cũng được. Ok, rồi, okay, rồi mọi người cùng xem nha. Okay. Let's go. Rồi vô nè, giờ vị trí 6m trước, 6m thì mỗi người đá năm trái đi, năm trái đi. Ai trúng nhiều hơn thì thắng thôi. Rồi, trái đầu tiên của Saka nè. 3, 2, 1, vô. Nope. À, miss. Cơ hội dẫn trước một trái nè. Không dẫn trước nữa thì thôi. Nope. Ai, trời ơi. Trời ơi, hai trái đầu, hai ông đều tập. Nope. Rồi, tạch luôn. Rồi, Messi, trái thứ hai Messi. Gác đi. Wow, 1-0. Trái thứ hai Messi thắng 1-0. Rồi, trái thứ ba của Saka. Wow, quá ghê, quá ghê. Messi có gỡ được trái này không? Ui, vậy là Messi vẫn gác 1-0. Lượt thứ tư. Nope. Rồi. Messi quất luôn đi. Quất không, quất không. Nãy giờ là giỡn luôn nha các bạn ơi. Wow, 2-0. Ba trái liên tục các bạn. Làm rồi. Quay clip đó nha. Cho anh Saka thêm một trái cuối cùng mặc dù là biết anh ấy đã thua. Đây là clip giỡn rồi các bạn. Clip khác nữa các bạn. Giờ đây, rồi đá trái cuối cùng đi. Lượm ô, hay quá. Giờ mới là thiệt nè. Rồi, Messi đá giây cuối cùng nè. Bông, trời ơi. Và yeah, Messi chiến thắng ở game đầu tiên. Cảm ơn đi Messi ơi. Yeah, ôi làm gì vậy. Rồi. Rồi, set 1 là Messi thắng rồi. Giờ tới set 2 nè. Set 2 là đá ở này à, 9m hay 10m ta? 10m đó, phút xanh. Giờ đổi lực rồi, chỗ này là 10m. Rồi này đá ba quả thôi nha. Ba quả thôi nha. Quả đầu tiên của anh Thành. Nope. Trời ơi. Rồi quả đầu tiên của Messi. Chơi đi Messi ơi. Nope. À, lượt một quê. Hey. Bông. Trời. Ăn mừng đi. Hay quá Saka ơi. Saka và ăn mừng như Messi vậy á. Rồi mày. Đinh Thành vào rồi, trúng sao đen rồi, giờ Messi đi sao. Bông. Quề. Lượt 1 quề, lượt 2 quề. Giờ là lượt cuối cùng, quyết định là set này ai thắng nè. Oh. Oh. Wow. Wow. Nhà Messi trúng cái này là Saka thua nè. On rồi, vậy là Messi giành chiến thắng với set thứ hai. Yeah. Rồi 3, 2, 1, xoay. Rồi chạy lên sút. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tiếp đi, 8, nhanh lên. 9, vòng cuối cùng. Rồi, 10. Rồi, chạy lên đá đi, chạy lên đá đi. Đá nổi mới sợ. Ông làm gì vậy? Oh, cũng vào. Hay quá anh ơi. Hay quá anh ơi. Hay quá anh ơi. Sau khi quay 10 vòng, cảm giác như thế nào nhỉ?
Về thôi ạ. Cái giờ quyết định là chơi thêm một trò nữa cho Đinh Thành gỡ gạt. Mà không biết gỡ gạt được hay không nha. Đó, đây có bốn trái banh, mọi người sẽ xuất hai trái vào cái hồng tâm kia. Đây, hồng tâm này thì nếu mà trúng ở giữa hai cái đường này là sẽ tính cái bên phải. Còn ở trong là nhân đôi, ở ngoài là nhân một. Dù trúng số 3 là 3 điểm. Đây, trúng đây là 3 điểm, trúng ở trong là 6 điểm. Trúng hồng tâm 50 điểm. Ok chưa? Ok. Rồi, ai đó trước nha. Messi hả? Rồi, Messi đó trước đi. Quả đầu tiên của Messi. Đó, biết ngay mà. 1 x 2 2 điểm. 2 điểm. 2 điểm. Saka. Saka làm gì đây? Anh trời ơi. Vẫn dính nè, vẫn còn dính nè. Dính rồi, không có rớt. 19 điểm. Dính rồi, không có rớt. Khi nào rớt mới không tính. 19 điểm. 19 điểm. Trời, đá vậy cũng được 19 điểm, nó hay dễ sợ. Messi. Wow. 12 nhân 2 lên. Rồi, cộng 2 là 26. Rồi. 26 19. Rồi, đá đi Saka. Wow! À, đá ghi hồng tâm luôn. Đá ghi hồng tâm luôn. Trời ơi. Rồi, rồi. Bốn tay. Bốn tay. Ôi, lấy tay ra, lấy tay ra. Rồi, bốn lên nữa. Bốn lên. Búp, 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 búp. Yeah! Hay quá Saka rồi. Hay quá Saka rồi. Đỉnh quá anh ơi. Đỉnh quá anh ơi. Chia buồn với Messi nha. Ok. Nếu anh em thấy video clip này hay, nhớ like. Mình quên subscribe cho kênh YouTube của Thiên Tân Soccer. Sẽ còn rất nhiều video clip về bóng đá. Rồi, mình là Phạm Thi, đây là Đinh Thanh. Và kia là Kim Messi. Xin chào, hẹn gặp lại.